Vâng, xin chào các bác nhá. Mấy bác có hỏi em về dòng loa để ghép vào làm trợ lời cho nghe nhạc đấy, mấy cả hay là ghép vào công suất để nghe, mà cần một cái tiếng tép nó sáng, bát nó ấm thì đây. Bát sáng mà tép ấm thì chỉ có X7 thôi các bác nhá. Đấy, nếu dòng Onkyo thì chỉ có dòng X7 này. Đấy, lý do bởi vì là tép của nó là dòng chép đôm, bát của nó là bát bằng giấy. Thông thường Onkyo thì các bác có thể thấy rằng là bát của nó thông thường nó sẽ là cái sợi carbon hoặc là cái Kevlar các bác hay gọi đấy. Đấy, nói chung nó là cái dòng màng màng bát trắng ấy. Đấy, thì cái màng đấy thì nó sẽ khỏe nhưng mà nó sẽ thiếu đi cái độ ấm. Đấy. Thế nên là bác nào mà thích chơi Onkyo mà bát nó ấm ấy, thì chơi dòng này. Tép vẫn đảm bảo cho bác là tiếng cực kỳ sáng. Riêng về tép thì thực sự bác là gần như là ít đối thủ có thể so sánh được với cả Onkyo nếu mà về cái tầm giá và về cái tầm phân khúc của nó. Đấy, tức là tầm giá ví dụ bao nhiêu đổ lại hoặc là phân khúc là cùng là cái dòng Bookshelf hay là loa mini như thế này. Đấy. Đó thì gần như là Onkyo em thấy là nhất bảng luôn. Đấy, còn một số thương hiệu khác thì nó chỉ là về cái tiếng bass thôi. Ví dụ như Denon thì nó sẽ thiên về cái dòng bass, bass nó ấm. Đấy. Onkyo thì bass nó khỏe. Nhưng mà riêng có dòng X7 này, bass của nó là bass bằng giấy thì là tiếng nó rất ấm, có biết rồi đúng không ạ? Riêng bass bằng giấy thì nó bass tiếng rất là ấm và nó có độ thanh. Đấy, nghe nó mềm tiếng. Nghe loa này nó nhiều bác bảo là cứ mở lên là nghe thôi, nhưng mà khi các bác chơi rồi vào chơi loa rồi đam mê rồi thì nó nhiều cái đó các bạn, rất là nhiều cái hay. Đấy, dần dần mình khám phá nhiều cái hay. Ví dụ em nói đơn cử nhá, là cái thông hơi thôi. Đấy, cùng là cái độ thông hơi. Đấy, nhưng mà khi đặt thông hơi ở đây tiếng nó khác, đặt thông hơi ở dưới này tiếng nó khác, hay là đặt thông hơi ở phía sau tiếng nó cũng sẽ khác. Đấy, chứ không phải là đặt thông hơi chỗ nào cũng được đâu các bạn. Thế tại sao người ta không đặt bên sườn này này, đúng không ạ? Tại sao người ta không đặt trên đó lóc này này? Đấy. Mà tại sao là cứ phải là đúng cái chỗ này hoặc là phải là dưới này hay là đằng sau? Đấy, đằng sau nhưng lại phải là bên trái, là tại sao không phải là bên phải? Đấy. Hoặc là tròn ở phía trên này, tại sao không phải là tròn ở dưới này? Đấy, nó đều có lý do các bạn nhá. Tức là người ta làm một ra một cái sản phẩm gì đó của Nhật đấy. Riêng người Nhật người ta làm một sản phẩm đó, người ta có sự nghiên cứu và tính toán rất là kỹ, kể cả cái kích thước vỏ thùng các bác nhá. Đấy, tại sao là 10 con loa thì nó lại có cái kích thước, nó lại các chỉ số nó lại là về là phần số lẻ. Đấy. Nó đều có cái sự tính toán bởi vì là khi một cái chất bát chất tép nó đánh vào trong này, cái thùng này thì nó tạo ra những hiệu ứng âm thanh nó khác nhau. Đấy. Thế nên là cái thông hơi đặt ở vị trí khác nhau thì nó tạo ra âm thanh khác nhau. Ví dụ như em nói nhá. Thông hơi mà ở dưới gầm như này. Cái thông hơi này thì có những con loa các bác để ý không? Thông hơi mà đặt phía dưới gầm như thế này thì những con đấy nó sẽ có cái độ trầm các bác nhá. Bản thân nó sẽ tự sinh ra một cái trầm rất là hay. Đấy, nó không kiểu như là trầm như những dòng súp nhưng nó sẽ có cái sự trầm nhẹ nhẹ thanh thanh. Đấy, nghe rất là sướng. Đấy. Còn ở trên này, thông người phía trên này thì nó giúp cho cái tiếng bát nó sẽ thanh hơn, tiếng nó sẽ thanh. Đấy, bởi vì nó nằm giữa bát và tép thì tiếng nó sẽ thanh hơn. Đấy, hoặc như phía sau tiếng nó sẽ thanh nhưng nó có cái độ dẻo. Đấy. Nói chung là em nói này thì khó lắm bởi vì là phải cảm nhận thực tế cơ. Các bác phải ngồi nghe thực tế cơ thì mình mới cảm nhận được. Đấy, chứ còn bảo nói nhỉ thì nhiều khi em nói quá chả hình dung ra được nó là như thế nào, đúng không ạ? Cứ 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 biết là nó thanh thanh, nó trầm trầm chứ còn không hình dung được cái cách của nó như nào, đúng không ạ? Đấy. Nên bác nào mà có cơ hội mà ở gần nào rảnh rảnh ấy thì có thể qua trực tiếp cả anh em nghe, nhà em thì nhiều loại lắm. Nó đủ các loại thiết kế mẫu mã đây. Các bác nhìn được những con loa không? Đấy. Kia kìa, cái con trên kìa. Đấy, nó là thông hơi đến gầm. Đấy thì những con đấy thì nó lại có một chút gì đó trầm trầm. Đấy. Còn với những con này thì tiếng nó lại là tiếng nó sẽ mềm nhưng mà có độ thanh. Tiếng nó kiểu các bác nghe giọng nó nuốt nó thanh, nghe nó hay lắm. Đấy. Kiểu như là các bác hình dung ra cái con súp ấy, con súp điện với cả cái còn súp hơi thì thông thường sẽ là súp đánh sườn đúng không ạ? Còn súp điện sẽ là đánh gầm. Đấy thì khi mà súp đánh gầm ấy thì là nó sẽ đánh xuống và cái hơi nó sẽ nảy lên này thì nó tạo ra cái ứng và cái độ trầm nó sẽ nhiều hơn và các bác cảm thấy nó có lực hơn đúng không ạ? Còn nếu mà súp hơi mà đánh sườn như này. Đấy thì các bác nghe tiếng nó sẽ thanh hơn. Đấy nói như thế là các bác sẽ hình dung nhất, nó sẽ thanh hơn và tiếng nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bởi vì là các bác hình dung là mưa mà rơi vào cát thì rơi đâu nó hút từ đấy, thì cái loa đánh sườn cũng vậy, đánh ra bao nhiêu thì nó thoải đi hết bấy nhiêu nhưng nó sẽ có cái độ thanh của nó. Còn nếu mà đánh xuống gầm thì kiểu như mưa mà rơi xuống sàn bê tông ấy, rơi bao nhiêu nó lại lẩy lên, nó cứ tách tách rơi nó lẩy lên đấy.
Nó kiểu kiểu dạng như vậy. Nó có đều có cái, tất cả nó đều có sự gọi là tính toán và nghiên cứu hết các bác nhá. Đấy, mình chơi âm thanh thì mình cũng nên có sự gọi là tìm hiểu một chút các bạn, cái gì cũng vậy, tìm hiểu một chút. Đấy thì bác nào mà thích kiểu bass mềm, tiếng nó thanh một chút, tép nó sáng thì lấy con này. Đấy, tép sáng nhá. Dòng này thì nó nghe nhạc ví dụ như là bolero này hay là những cái dòng nhạc không lời này. Đấy. Đấy, nhạc trẻ đơn giản này. Đấy. Thế thôi, còn nếu bác nào thích nghe remix thì phải dùng những cái dòng khác. Đấy, còn dòng này thì nó thiên về bolero và nhạc trẻ, hay là nhạc trẻ nhưng phải là nhạc trẻ mà không ít vừa phải bát nhá. Và những cái nhạc không lời, cà phê tí ta tí tách ấy. Đấy, nghe những dòng này thì cực kỳ sướng. Các bác nhá, cực kỳ sướng luôn. Con này thì căng có hai chiếc đấy các bác nhá. Đây, căng hai chiếc này. Đấy. Con này về nó thiếu mất một chân căng này, hai chân, ba chân. Đấy, thiếu mất cái ba chân. Đấy, bác nào thích thì về mình có thể bỏ luôn hoặc không chả cần được, để nguyên được. Dòng này thì bát 13 các bác nhá, từ kép, tép cũng là dòng từ kép, công suất là 70 trở kháng là 6 ohm. Công suất 70 trở kháng 6 ohm. Đấy, hình thức thì nói chung là con này vỏ viết còn đẹp. Giá thì em báo luôn nhé, con này thì bình thường của em đang bán là 1.250.000, nhưng mà thôi nó thiếu mất cái chân căng này thì con này để các bác giá là 950.000 nhé, 950k. Đấy, bác nào chốt alo cho em. Xin chào các bác.